Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra anh em tin. Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn nó không làm gì được Thầy, nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, bình an, hai tiếng này nghe rất là quen, nhưng nó cũng rất là xa lạ trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Nó quen là bởi vì đi đâu quý ông bà và anh chị em cũng nghe nói về bình an, rồi mời gọi mỗi người chúng ta xây dựng bình an. Thậm chí những lời chúc cũng tràn đầy sự bình an. Nhưng mà nó xa lạ là bởi vì dường như cái bình an đó con người ta không có nắm được trong lòng bàn tay. Cuộc sống luôn luôn là bần, cuộc sống luôn luôn là bất an. Cụ thể trong những ngày gần đây, chúng ta tưởng rằng là đại dịch viêm phổi Vũ Hán nó đã trôi qua rồi, nhưng mà nó lại tái bùng phát. Ngày hôm nay quý ông bà và anh chị em lại đi tham dự thánh lễ lại phải đeo khẩu trang, khó chịu vô cùng. Như vậy rõ ràng bình an nghe thì rất là quen tai, nhưng nó lại rất xa lạ trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Vậy thì trang tin mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu nói rằng là Thầy để lại bình an cho anh em, rồi Thầy ban bình an cho anh em. Nghe câu nói để lại, rồi nghe đã ban cho anh em, chúng ta thấy nghe hào hứng vô cùng. Và thậm chí lời nói này của Chúa Giêsu đã nói cách đây hơn 2000 năm rồi. Nhưng mà chúng ta nhìn về cuộc đời của các môn đệ, chúng ta nhìn về đời sống của giáo hội xem bình an ngày hôm nay nằm ở chỗ nào. Đây là một thách đố rất là lớn. Vậy thì chúng ta đặc biệt, nếu chúng ta đọc tiếp bản văn tin mừng ngày hôm nay, thì Chúa Giêsu lại nói rằng Thầy ban cho anh em không theo kiểu của thế gian. Như vậy bình an mà con người nghĩ và bình an mà Thiên Chúa trao tặng, hai ý niệm đó nó khác nhau. Vậy làm sao để chúng ta hiểu được bình an của Thiên Chúa và thực sự bình an có cần thiết trong cuộc đời của mỗi người chúng ta không? Thì con xin chia sẻ với quý ông bà và anh chị em hai ý. Ý đầu tiên, bình an có nghĩa là có sự hiện diện của Thiên Chúa, đặc biệt là của Chúa Thánh Thần. Trang tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe là Gioan chương 14 từ câu 27 đến câu 31a. Nếu quý ông bà và anh chị em về đọc lại tin mừng Gioan chương 14 từ câu 14 đến câu 26, thì chúng ta sẽ thấy đó là lời của Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng là Thầy sẽ xin Chúa Cha và Chúa Cha sẽ ban cho anh em đấng bào chữa để đến với anh em. Như vậy khi mà Chúa Giêsu nói về cái sự bình an ở đây là Chúa Giêsu đang muốn nói đến cái lời hứa mà Ngài đang nói với các môn đệ là sẽ xin Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần. Và nếu quý ông bà và anh chị em đọc tin mừng Gioan chương 20 và chúng ta đọc tiếp, thì chúng ta sẽ thấy từ câu 21 trở đi sẽ diễn tả rằng là khi mà Chúa Giêsu Ngài sống lại, Ngài lại thổi hơi trên các môn đệ ban bình an cho anh em. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Và Chúa Giêsu thổi hơi đó là để ban bình an và ban cho Thánh Thần sai các ông ra đi. Như vậy bình an mà Chúa Giêsu trao ban cho con người đó là Chúa Thánh Thần. Còn bình an mà con người đang nghĩ đó là bình an làm sao để trong cuộc sống hàng ngày mình không có phải bất an,
mình không có phải lo lắng cái điều gì cả, cứ ung dung mà sống từ ngày này qua ngày khác. Cái bình an của con người nó khác với bình an của Chúa Giêsu nói đến. Chính vì nó khác như vậy nên Chúa Giêsu mới nói rằng là bình an của Thầy ban nó không theo kiểu của thế gian là như vậy. Con người ta nói về bình an, nhưng mà dường như con người ta có tạo được cuộc sống bình an không? Hay là con người ta luôn luôn tạo một cái sự chia rẽ, con người ta luôn luôn tạo cho người khác cái sự bất an trong cuộc sống hàng ngày? Như vậy Chúa Giêsu mời gọi chúng ta ngày hôm nay, để có được sự bình an thực sự là chúng ta cần phải có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và khi có Chúa Thánh Thần thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể bước đến ý tưởng thứ hai, đó là làm sao để tạo ra được sự bình an thực sự. Hay nói nôm na rằng là bình an để kiến tạo sự bình an. Như vậy làm sao để kiến tạo sự bình an được? Thì chúng ta nhìn về cuộc đời của Chúa Giêsu coi. Khi mà Chúa Giêsu Ngài chịu phép rửa ở dòng sông Giô-đan, và Ngài đón nhận Chúa Thánh Thần, và Chúa Thánh Thần thúc đẩy Ngài đi vào trong hoang địa để Ngài đối diện với ba cơn cám dỗ, thì chúng ta thấy rằng là Ngài đã vượt qua được ba cơn cám dỗ đó. Rồi khi Chúa Giêsu mà Ngài trao ban bình an cho các môn đệ, thì chúng ta thấy các môn đệ từ những cái kẻ sợ sệt ở trong nhà đã mở toan cửa ra để ra đi nói lời kerisma, là giới thiệu tin mừng rằng là cái kẻ mà các ông đóng đinh trên cây gỗ, Ngài chết nhưng ngày hôm nay Ngài đã sống lại rồi. Như vậy hành động của Chúa Giêsu và hành động của các môn đệ khi có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần là đi tạo sự bình an, tạo sự bình an cho chính mình và tạo sự bình an cho anh chị em của mình, để qua đó anh chị em của mình có được một sự bình an thực sự, chứ không phải là một cái sự bình an giả tạo giống như con người của chúng ta ngày hôm nay đang sống, là một cái sự bình an một thời gian không có dịch nhưng mà bây giờ lại phải đối diện cái sự bất an là có dịch. Nếu chúng ta nhìn về sự bình an của Chúa Giêsu và chúng ta so sánh về sự bình an mà khát vọng của con người mong mỏi, thì hai cái bình an này nó khác nhau lắm. Nhưng mà cái sự bình an của Chúa Giêsu mới là sự bình an để đẩy chúng ta đến một cái sự hạnh phúc toàn thiên nơi Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay, nếu mỗi người chúng ta có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần giống như các môn đệ, chúng ta ra đi để nói lời của Thiên Chúa, không chỉ bằng lời mà bằng chính cuộc đời của mỗi người chúng ta, thì chính cuộc đời của chúng ta đã đem lại sự bình an cho người khác. Và nếu chúng ta không tạo được sự bình an cho người khác thì chúng ta cũng đừng làm cho người khác người ta bất bình an. Nếu chúng ta làm được như vậy thì cuộc sống của chúng ta nó mới có thể tạm gọi rằng là những người thuộc về Thiên Chúa. Còn nếu mà chúng ta hiện diện ở nơi đâu mà chúng ta gây ra sự bất an cho người khác, chúng ta không có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, thì chúng ta không bao giờ làm chứng cho đấng phục sinh được. Mà điều đó đồng nghĩa với việc rằng là trong cuộc đời của chúng ta, dù rằng chúng ta lắng nhận bí tích rửa tội và bí tích thêm sức, có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần rồi, nhưng chúng ta lại không để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn cuộc đời của mỗi người chúng ta. Do đó trong thánh lễ ngày hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta: Thầy ban bình an của Thầy cho anh em. Bình an đó là sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Vậy mỗi người chúng ta được mời gọi trong từng ngày sống, chúng ta cố gắng để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để cho Chúa Thánh Thần lớn lên trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và nếu mà Chúa Thánh Thần lớn lên trong cuộc đời của mỗi người chúng ta thì dấu chỉ bên ngoài nó thể hiện rất là rõ, đó là chúng ta hiện diện ở nơi đâu thì chúng ta đem lại sự bình an ở nơi đó cho anh chị em của mình. Và nếu mà chúng ta làm được như vậy thì chính mỗi người chúng ta đã thuộc về Đức Kitô, và như thế chúng ta mới có thể là chứng nhân của đấng phục sinh cho anh chị em của chúng ta trong thế giới ngày hôm nay.